Chào mọi người đã đến với kênh của Gia Trai Miền Tây nha. Hôm nay là ngày 14 tháng 3 2024 nha. Gia Trai Miền Tây tiếp tục giao lưu xưa nha mọi người. Số máy chốt hàng của Gia Trai Miền Tây là 0948851135. Đơn 500.000 Gia Trai Miền Tây sẽ mua ship và khách mới vui lòng cọc 200.000 nha. Đầu tiên em xin giao lưu mã số 1 là một cái bình tàu đông thanh chuẩn cổ có chiều cao là 34 cm ha. Tích người luôn mọi người. Tích thọ nè, tích công thọ. Đây. Tình trạng của cái này là hai con đeo vẫn còn. Miệng nó vẫn còn lành nha, có tóc nè, nó có tóc. Giờ bên trong thay tóc hai bên đường nè mọi người, tóc hai bên đường trên miệng nè, trên cái thân này người ta đã sửa chữa lại. Và cái này là một cái đít nè mọi người, đít này có bể đít nha, bể đít người ta đã làm lại nha, đó bể đít đã có làm lại. Cái bình tàu đông thanh này em giao lưu với giá là 2,2 triệu nha, 2,2 triệu cho mã số 1. Mã số 2 em giao lưu một cái hũ màu xanh này. Màu xanh độc sắc, xanh cực kỳ hiếm đồ nha mọi người, cực kỳ hiếm đồ. Có chiều cao là 18 cm, những cái điểm là điểm quả biến nha. Những ai mà chơi như hàng độc sắc thì không nên bỏ qua, hàng này gần như chuẩn cổ mọi người. Có một cái đường tóc gió nhỏ xíu nè, còn nhiều tuyệt đẹp hết luôn. Cái hũ này em giao luôn với giá là 3,5 triệu nha, 3,5 triệu cho mã số 2. Mã số 3 một cái con lăn biên hòa xưa có chiều dài là 17 cm. Đây, một lăn biên hòa xưa rất là già, nặng tay lắm nha mọi người. Đó, rất là đẹp. Con lăn này lành, em giao lưu với giá là 2 triệu nha, 2 triệu cho con lăn biên hòa xưa, 2 triệu, màu xanh ngọc tuyệt đẹp luôn, 2 triệu cho mã số 3. Mã số 4 một cái khay nước mọi người, đường kính miệng của nó là gần 20 cm. Đây, cái nắp cũng xứng đáng đồng tiền, nắp tảo ngư đây, con cá mọi người, tảo ngư. Nắp này tình trạng của nó là lành, nắp này không cũng 2 triệu bạc. Đây, còn cái thân là tảo ngư luôn mọi người, hai con cá bụng bự nha. Một đường tóc chỗ này có hiệu lò luôn nha, có hiệu lò nè. Và một cái điểm tóc ngắn chỗ này nữa, hai đường tóc đó. Đây, cái khay trà này, cái khay trà này em vô luôn với giá là 3,3 triệu nha, khay trà 3,3 triệu cho mã số 4. Mã số 5 một cái ca lái thiêu có đường kính là 8.2 và chiều cao của nó là 8.4, có hiệu lò bên hông này, bạch mai mọi người. Mọi người gờ sẽ thấy cộm cộm lên nha, những cái bông mai này nó cộm cộm lên luôn. Tình trạng nó có một cái điểm khờ men cái này nè, đó, khờ men gắt tay thôi. Cái ca nước lái thiêu này em giao lưu với giá là 1 triệu. Thường mọi người thấy nè, tại vì cái này nó rất là mỏng nha, 10 cái mọi người sẽ gặp là cỡ 9 cái là nó gãy qua hết trơn, thấy rõ hơn là những cái chung của mọi người. Còn ca này rất là hiếm nha, ca rất hiếm, 1 triệu đồng cho mã số 5. Mã số 6 một cái dĩa giặt bù lệch chút lái thiêu có đường kính miệng của cái dĩa này là 14.7, một cái dĩa gạt bù lệch đó. Hổm cái này bán nắp và bán dĩa nha mọi người. Cái dĩa này bán với giá là 900.000, mã số 6 với giá là 900.000, tình trạng của nó là lành. Mã số 7, đây em có 6 dĩa con gà, đường kính của nó là 19 cm, 6 cái dĩa con gà bẹt nha. Một cái đó. Hàng này nó ít gặp hơn là so với thế giới dĩa gà bụng. Nó đây nó một đường tóc cái này nè, rất là xưa nha, rất là sâu cổi. Cái cuối cùng nó thì nó bị hơi khờ men nha mọi người. 6 dĩa con gà này em bán với giá là 300.000 cho cái mã số 7. Mã số 8 đây có một cái nắp gạt bù lệch cuối cùng có chiều dài là 7.2, đường kính của nó là 5.5, một cái nắp này nắp lái thiêu nha, là nó bị mẻ gì nè mọi người, nhưng mà đậy vẫn còn ok nha. Còn cái dành của nó đây là vẫn còn bình thường nha, còn nguyên, nó chỉ bị mẻ gì nhiều đồng vậy thôi. Cái nắp này bán với giá là 400.000 cho cái nắp gạt bù lệch gốm lái thiêu 400. Mã số 8. Mã số 9 em có 3 cái chén Nhật song long, đường kính là 10.5, chén này chén chung.
mọc đỏ hết luôn mọi người, mỏng tháo quang luôn, sông long ba cái lành luôn, ba cái chén sông long đều lành hết, có mọc đỏ luôn nha. Đây, ba chén sông long mọc đỏ này em giao lưu với giá là 750.000 cho mã số 9. Mã số 10, dạ em thanh lý ba cái dĩa chim hoa Nhật có đường kính là 13 cm. Cái đầu tiên cái 17 chỗ này nè. Cái thứ hai, đây nó tóc, một đường tóc, nó Nhật luôn nha mọi người, Nhật rất là mỏng. Cái thứ ba này là nó có chân chim chỗ này nè. Ba cái dĩa chim qua này có tình trạng em bán với giá là 250.000 cho mã số 10. Mã 11, đây kiếm được một cái nắp khác em bán 4 cái nắp 8 cm, đường kính là từ 7.5 đến 8 cm nha. Nắp lái thiêu, tình trạng của nó lành đẹp luôn, 4 cái đó. Mỗi một cái có 50.000 cái rồi mọi người, để dành giáp vô của bình trà nha, của bình trà thượng cầm hạ thú của gốm lái thiêu nha mọi người. 4 nắp lành em giao luôn với giá là 200.000 cho mã số 11. Mã 12 đây, có một cái dĩa con gà, dĩa này cũng ít khi nào gặp đó mọi người, đường kính là 17 cm. Đây bụi bông cây chuối con gà đó, đặc trưng của gốm lái thiêu, nó có chân nè mọi người. Ở đây là ba con dơi nè, ba con ba bên nó gì đó. Cái dĩa con gà này em giao luôn với giá là 800.000 nha, 800.000 mã số 12. Mã 13, một cái nắp nhạo đây, nắp nhạo này nó có đường kính là 4.5, một cái nắp nhạo tàu, tình trạng nó là phía dưới này có bị mẻ miếng nha mọi người, vậy chút xíu à, ở đây trên đây không thấy đó, chỗ này nè. Cái nắp nhạo tàu này em giao luôn với giá là 200.000 cho mã số 13 nha. Mã 14 đây, 10 cái chén lá thiêu màu, đường kính là 11 cm, 10 cái đều đẹp hết mọi người, nó màu mè 10 cái. Đây em coi kỹ có cái nào nó bị gì không, đa số là lành nha, đa số là lành. Có một à, cái này nó hơi hờn me mang đó, thôi đa số là lành hết mọi người. 10 cái chén này em vô lưu với giá là đâu rồi, 10 cái chén 150.000 nha, mã số 14 có giá là 150.000. Mã 15, mã 15 là em giao lưu một cái đây, mã 15 đây một cái, một cái bình rượu, bình này chắc xong bé quá mọi người, 21 cm, 21 cm một cái bình rượu gốm sông bé, nó có mọc gì đã biết, có cái nắp luôn nè đó. Cái bình này lành đẹp luôn, em giao lưu với giá là 250.000. Cái bình này là một tháng trước là có chốt rồi đó mọi người, khách 5-6 người hỏi chốt cho cái anh kia, mà bây giờ dùng đơn thì khỏi tới tháng sau là anh nói thôi anh xả nó mọi người, biết bao nhiêu người hỏi cái bình này đó, giờ tạo cơ hội cho những người khác nha. 250.000 cho cái bình mã số 15 này rất đẹp mọi người. Mã 16 đây, có hai cái bình trà một cặp luôn, có chiều cao là 12 cm, sen này là gì ba, cúc với bướm này, hai con bướm hai bên. Tình trạng của cái bình này nè mọi người, nó cái này nó bị găng cái nắp nhỏ xíu thôi, tương đối lành nha, cái bình này tương đối lành. Còn cái bình thứ hai nè, cái bình thứ hai thì đây nó có một đường tóc về chỗ này nè, nó bị mất một cái quai chút xíu, bên đây nó cũng có một tóc ngắn luôn. Em bán giá để yêu thương cho mọi người nha. Đây hai cái bình này em giao luôn với giá là 200.000, 200.000 cho cái mã số 16. Mã 17, một cái bình trà màu vàng đây, có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu mọi người. Này em còn có một hai cái nữa, không gài lục kho muốn hết rồi. Chiều cao là 11 cm. Đó. Bây giờ ai cũng khoái vàng hết mọi người. Có mọc này. Tình trạng của nó là lành nha, tình trạng của nó là lành. Cái bình bông đào màu vàng này tuyệt đẹp luôn nha mọi người, lành. Em giao lưu với giá là 750.000 nha, 750.000 cho cái mã số 17.
mã 18. 18 đây. À, có hai cô đồ hành. 17.5. Cái kia hơi méo nha. Cái kia 17.5, cái kia hơi méo. Đây, tình trạng của cái này là thế lành nha mọi người, nhưng mà có lỗi men, có lỗi này là lỗi men nè. Đó. Lỗi men. Bự chà bá nữa luôn. Cái thứ hai thì hơi bị méo và bị một cái điểm vẫy phía trong chỗ này. Cũng lỗi men luôn. Đó mọi người, tàu bao chuẩn cổ nha, tàu bao chuẩn cổ. Hai cái ngôi thành này bán với giá là 600.000, 600.000 cho cái mã số 18. Mã 19 có bốn cái dĩa quả tử chương trái cây, đường kính của nó là 26 cm. Đây. Quá đẹp luôn nha mọi người, quá đẹp. Một cái là đẹp. Cái thứ hai nè mọi người, nó có bị vẫy. Một điểm cái này. Đẹp hơn luôn. Cái thứ ba này, cái thứ ba này là nè, ở dưới nữa cái gạn men không đáng kể với người, tại vì cốt rất là dày, gạn gạn là bình thường tại hàng xưa mà. Cái thứ ba này để em coi kỹ ra nó có bị gì không. Cái thứ ba này nó bị khờn men một cái điểm nhỏ xíu nè, đẹp luôn. Bốn cái dĩa chân với cây này bự lắm nha mọi người. Bốn cái dĩa chân với cây em bay giao lưu với giá là 400.000, 400.000 cho cái mã số 19. Mã số 20 đây. Một cây đèn mà em nghĩ là hổng gài đang bán 5-6 cây rồi, là cây này là một trong những cây là cây đẹp nhất em bán đó mọi người. Đẹp nhất em bán luôn. Đó, mọi người, em mua thì em tặng tim cho đàn bóng luôn nha. Tặng tim cho đàn bóng. Đây là những cái bọt khí nè mọi người, sẽ có những cái bọt khí. Đèn Nam Bộ là chắc ăn là phải có bọt khí. Đó. Cái chân nè mọi người, chân tuyệt đẹp luôn, cái chân mà chân xoay xoắn ốc đẹp dữ dằn đẹp. Đó. Mọi người thấy không, ngắn tuyệt đẹp luôn đó mọi người thấy không, quá đẹp. Cây này cũng hiếm nha mọi người, cây này giao lưu với giá là 1.500.000 nha, 1.500.000 cho cái cây hai bầu này, hai màu xuất sắc đẹp luôn đó. Đây, 1.500.000 cho cái mã số 20. Đèn bây giờ hạ nhiệt đó mọi người, chứ nếu mà thời điểm đó là thời cao điểm thì chắc bật cái này cũng từ 2.000.000 đổ lên. Đó, một trong những cái dáng mà tuyệt đẹp luôn là mã số 20 là 1.500.000 nha, có tim có bóng luôn. Mã số 21 có một cái hũ nè mọi người, bữa nay có một cái hũ, đường kính là 10.5. những cái đèn này là em tôn tổ em chơi đó mọi người, bây giờ em không có dễ bán cho nên em bán cho mọi người vui nha, chứ mà hàng đèn đẹp để trong tủ chơi không à. Đó mọi người, đây một cái nắp này mọi người, không biết nắp có like không nha, nhưng mà thấy đè đậy cũng đẹp lắm nè. Đó, cái hũ này em giao lưu với giá là 200.000, hũ già chát luôn, 200.000 cho cái hũ màu nâu mã số 21. Mã 22 đây, 10 cái chén, đường kính của nó trung bình là khoảng từ 11 cho đến 11.5 nha, có tình trạng nhẹ nè, này có tóc. Thứ hai có 7 nè. Hàng này cũng có tuổi nhưng mà hàng cổ rồi, hàng cổ mà hàng da đá, những cái hàng này người ta thường sử dụng cho nên là nó sẽ có tình trạng rất là nhiều. Nhưng mà những 10 cái chén này em lựa cũng tương đối kỹ nha, 10 cái chén này tương đối kỹ. Nếu có 7 một hai chấm nhỏ thôi nè, rất là đẹp luôn. Cái này có bị 7 nha, đẹp theo kiểu đồ đá nha mọi người, chứ không có đẹp theo đồ kiểu được. 10 cái chén này em giao lưu với giá là 400.000, một cái mà chuẩn cổ chỉ có 400.000 một cái thôi mọi người. 10 cái là 400, mã số 22 ha. Mã số 23 đây, 4 mắt rồng không có cùng kích cỡ nha mọi người, tầm 13.5 cho đến 13.8 thôi, không có cùng kích cỡ. Nó cái này đẹp dữ lắm nè, rất là đẹp. Tình trạng của nó bị gì không? Không, cái này nó bị chày men thôi nha, chày men, nhưng mà nó phía ngoài này hoàn toàn không có, nó chỉ đẹp thôi. Cái thứ hai này nó có bị khờn men một hai điểm chấm nhỏ thôi. Cái thứ ba đây nó bẫy men một chút. Cái thứ tư đây bẫy men hai điểm nhỏ nha. Cuối cùng cái thứ năm này vẫn là cái đẹp nhất, nhưng mà nó có tình trạng, nó có tóc 72 điểm nha mọi người. Mẹ cho tóc cái này nè. 4 5 cái mắt dầu này em giao lưu với giá là 450.000 cho mã số 23.
mã 24 đây, một cái tô con chim siêu phẩm luôn, trái thiêu màu mà siêu phẩm luôn, 15.9 gần 16 cm nha. Nó có hiệu đề 4 chữ mà vẽ nó viết rất là đẹp nha, viết rất là đẹp. Đây màu nè, màu đậm tươi gôi gói luôn chim nè mọi người, đứng trên cái bụi cây nè. Ồ, thấy không, phải nói là cái tô là xuất sắc. Nó chỉ bị khờn men 2-3 điểm nhỏ nhỏ thôi nha. Hàng này là 7-80 năm có thừa đó mọi người, tuyệt đẹp luôn nha mọi người. Đó, xứng đáng là mua để sưu tầm tái thiêu. Cái tô này em vô luôn với giá là 900.000 nha, 900.000 mã số 24, mã số 25, mã số 25 em vô luôn 4 cái tô con gà. Tô này trọng hai cỡ hai cái mì nha, đường kính là 20.6-20.7 đây, rất là sâu lòng lành. Cái thứ hai, nói chung là có một hai cái bị khờn men thôi mọi người nha. Cái thứ ba lành, và cuối cùng cái thứ tư lành luôn. 4 cái tô con gà này em đây, được con lấy ra, để cho lấy ra 4 cái tô con gà bự này em cho luôn với giá là 200.000 nha, 200.000 cho cái mã số 25. Mã 26 nè, em có 3 cái hũ bắc thảo nè. Đó, những cái màu rất lạ luôn mọi người, nhờ có lửa mà mình sẽ thấy những cái mà ví dụ như là sao có những cái quả biến hoặc những cái màu đậm lạc lỡ khác nhau chơi mọi người, đâu có cái nào giống cái nào luôn, nếu cùng một màu nha vô lửa là sẽ khác hết. Cái này nó bị bẫy một điểm xíu này mọi người thấy không. Đó. Đó, cái này ta nhờ ta là màu nâu mà sao nó ra những cái màu như thế này, nó cái này bẫy chút nha, rất là hay nha, rất là hay. 3 cái hũ bắc thảo này em vô luôn với giá là 200.000 200.000 giá không đổi, mã số 26, mã 27 gì vậy cơ. Một cái bình trà Nhật Long Ẩn, đường kính là 9.5, lai nắp, cái nắp này không 200.000 đây, nắp lành, nắp lai nghe, 200.000 cái quay này thì lành, cái quay này có sửa không ta, để coi kỹ mới được. Không, cái quay, hai cái quay này thì lành, nhưng mà cái chỗ mà đây chất dồi này nó có sửa nghe. Long Ẩn Nhật, đó, Long Ẩn Nhật tình trạng còn rất là tốt. Cám này em vô luôn với giá là 850.000 nha, mã số 27, 850.000 cho cám Nhật Long Ẩn xưa là mã số 27. Mã số 28, một cái nhạo phụng có chiều cao của nó là 17.6-17.7 nha. Đây còn cái nắp luôn, tình trạng của nó mười, nó bị mẻ một chút xíu chỗ cái chót cái mỏ nó thôi. Cái nhạo phụng này em cho luôn với giá là 400.000 cho cái nhạo phụng gốm đi hòa xưa. Cái này đó, cái này nó làm dấu nha, chứ không phải là nứt bể nha, không phải nứt bể. 400.000 mã số 28. Mã số 29 đây, em có một cặp vô tím này. Một cặp vô tím này nó có chiều cao là 14.5 đây. Đó, tím mà cũng dễ thương lắm nha, hai con một cặp, tình trạng của nó là lành nha. Hai con vô tím đôn này em cho luôn với giá là 350.000 mã số 29 nha, 350.000 mẫu này cũng lạ nè, 350.000 mã số 29. Cuối cùng là mã số 30, em có hai cái chén phụng, đường kính là 11.5, phụng tàu nghe mọi người. À, phụng múa phụng gì đây, đây nó bị mẻ một điểm. Cái thứ hai này thì nó có một đường tóc rất là mờ luôn, không thấy rõ nữa. Hai cái chén phụng tàu này em giao luôn với giá là 200.000 mã số 30. Mọi người yêu thích món đồ xưa nào thì liên hệ qua số điện thoại chốt đơn duy nhất là 0948851135, đơn 500.000 trở lên thì giá chai miền Tây sẽ bao ship và khách mới vui lòng cọc 200.000 nha. Cảm ơn mọi người ủng hộ chai miền Tây, xin chào và hẹn gặp lại.